Hoa hậu thế giới trầm cảm vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Priyanka Chopra, hoa hậu thế giới năm 2000, đã suy sụp sau ca phẫu thuật sửa mũi không như mong đợi và bị đạo diễn sa thải khỏi 3 dự án. Đó là giai đoạn đen tối của cuộc đời tôi, Priyanka Chopra nhớ lại lần sửa mũi hỏng vào đầu thập niên 2000 sau khi đăng quang Miss World. Chia sẻ trong chương trình The Whole Western Show, cô thừa nhận bản thân đã rơi vào trầm cảm nặng. Chopra cho biết, thực tế cô chưa bao giờ muốn dao kéo vùng mũi. Tuy nhiên, cô phải tiến hành phẫu thuật do có khối u lành tính. Ca phẫu thuật tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình, khiến Chopra thay đổi hoàn toàn. Ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến gương mặt, việc thẩm mỹ còn gây khó khăn cho vợ Nick Jonas khi bị đạo diễn sa thải khỏi 3 dự án. Những lời bàn tán về màu da và các bộ phận trên cơ thể khiến hoa hậu trở nên suy sụp. Minh tinh Ấn Độ chia sẻ rằng nhiều lúc không muốn rời khỏi nhà, nhưng cha của cô, một bác sĩ, đã khuyên con gái đi chỉnh sửa lần nữa. Tôi rất sợ điều đó, nhưng cha bảo sẽ ở bên cạnh tôi. Cha giúp tôi vượt qua ám ảnh và lấy lại sự tự tin, Chopra hồi tưởng. Đạo diễn Bollywood Ani Sharma cũng góp phần giúp Chopra trở lại sự nghiệp khi mời cô đóng phim. Chopra cảm thấy biết ơn vì trong lúc bị mọi người quay lưng, Ani Sharma vẫn đứng về phía cô. Đây không phải lần đầu Chopra thẳng thắn chia sẻ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Trong hồi ký Unfinished phát hành năm 2021, cô kể bị một đạo diễn đề nghị nâng ngực, gọt cằm và độn mông nếu muốn trở thành ngôi sao ở Hollywood. Chopra nói đạo diễn này còn giới thiệu nơi thẩm mỹ uy tín cho cô ở Los Angeles. Trước lời đề nghị, người quản lý của nữ diễn viên đã lập tức đồng ý. Tôi choáng váng và cảm thấy anh ta quá nhỏ nhen. Do vậy, tôi quyết định ngừng hợp tác với người quản lý này, Chopra nhớ lại.